Dịch Covid đang hoành hành khắp thế giới với sự tàn phá kinh hoàng. Người ta còn ví cuộc chiến với con virus này không khác nào một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba. Đã có nhiều quốc gia điêu đứng vì cuộc chiến này. Ngay cả nước Mỹ hùng mạnh cũng đang là ổ dịch lớn nhất trái đất. Hay Bộ Y tế Afghanistan ước tính gần 1/3 dân số nước này, tương đương với 10 triệu người, đã mắc Covid-19. Nếu không có vaccine và sự lây lan càng mạnh, thì tương lai Afghanistan có thể bị xóa khỏi bản đồ. Nhưng trong video này, chúng ta không nói về Afghanistan mà là một công quốc đã chính thức toang vì Covid. Tọa lạc phía trong sa mạc Tây Úc là công quốc sông Hút. Công quốc này là một quốc gia, hay còn có thể hiểu là một quốc gia mini, độc lập có chủ quyền, nằm bên trong lãnh thổ nước Úc. Nhưng nó lại không được công nhận bởi bất cứ quốc gia nào trên thế giới. Công quốc tồn tại từ đó đến nay và tách biệt hoàn toàn với nước Úc, thành lập vào ngày 21 tháng 4 năm 1970. Lãnh thổ này nằm cách thành phố Perth 517 km về phía Bắc, gần thị trấn Northampton thuộc bang Tây Úc. Lãnh thổ của công quốc này khá rộng, lên tới 75 km2. Công quốc chính thức trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới bị mất nước vì dịch bệnh virus viêm phổi Vũ Hán. Tuy nhiên, Úc và cộng đồng quốc tế chưa bao giờ công nhận chủ quyền của công quốc sông Hút. Tiếp tục sẽ là quốc gia nhỏ nhất thế giới, cũng có nguy cơ toang nếu chỉ một người dân mắc Covid. Dân số của Cộng hòa Molossia chỉ vỏn vẹn 6 thành viên, bao gồm Tổng thống, hai con trai ông và ba con vật. Cộng hòa Molossia được xem là một micronation, một cách không chính thức. Đất nước này có diện tích 0,055 km2 và người đứng đầu là ông Kevin Barr. Ông đã nảy ra ý tưởng thành lập quốc gia này từ một bộ phim xem khi còn nhỏ. Điều lạ lùng là quốc gia này chỉ bao gồm một gia đình duy nhất với 6 thành viên. Thậm chí Cộng hòa Molossia còn có quốc kỳ, quốc ca riêng và những ai phạm tội nghiêm trọng cũng bị xử tội chết. Thủ đô Espera và tòa nhà chính phủ có diện tích chỉ 4m2, đặt trụ sở tại nhà của ông gần Dayton, bang Nevada. Cộng hòa Molossia đã tự tuyên bố rằng mình là một quốc gia, nhưng đương nhiên nó không phải được Liên Hợp Quốc hoặc bất kỳ chính phủ nào công nhận. Quốc gia nhỏ bé này đã có tới 5 lần đổi tên. Đầu tiên là Đại Cộng hòa Vunstein, tiếp đến là Vương quốc Edistin, Vương quốc Jaria, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Molossia và cuối cùng là Cộng hòa Molossia. Chó và mèo cũng là những công dân tại nước Cộng hòa Molossia. Tuy nhiên, mèo lại không được xem là công dân hợp pháp ở đây bởi Tổng thống nước này cho nó là nguồn cơn của sự giận dữ và không đáng tin. Tuy mini là vậy, nhưng đất nước này có đầy đủ mọi thứ, từ quốc kỳ, quốc ca, tiền tệ, hộ chiếu, tem thư, luật pháp và cả quân đội nữa. Đất nước này cũng có quốc hội, thế nhưng quốc hội lại không có quyền lập pháp. Nền kinh tế chủ yếu là du lịch, bán đồ lưu niệm, xà phòng tự chế và kể cả những bức ảnh có chữ ký của Tổng thống. Và để du lịch vào đất nước này, bạn sẽ phải làm thủ tục nhập cảnh theo đúng tiêu chuẩn nhé. Theo thống kê năm 2016, đất nước này đã có đến 101 du khách và năm 2017, số khách đã tăng lên 109 đấy. Mỹ không công nhận sự tồn tại của Molossia, mặc dù Tổng thống Obama từng gửi thiệp Giáng sinh cho Tổng thống nước này. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với các tiểu vương quốc không kém phần thú vị các bạn nhé. Sealand, nằm trên một pháo đài bỏ hoang, có cái tên là Thetford Round, trên bờ biển miền đông nước Anh. Đây là một trong 4 pháo đài được Hải quân Hoàng gia Anh xây dựng ở biển Bắc để phục vụ Thế chiến thứ 2. Thetford Round nằm cách bờ biển gần nhất 7 hải lý, không nằm trong lãnh hải tính từ đường cơ sở của Anh lúc bấy giờ. Tất cả đã bị bỏ hoang vào đầu năm 1950, một số bị phá hủy vì nằm trong vùng biển quốc tế. Năm 1966, Paddy Roy Best, một cựu thiếu tá quân đội Anh, lái thuyền nhỏ tới Thetford Round và tuyên bố chinh phục pháo đài bỏ hoang này. Ông đặt tên cho nó là Sealand như một món quà dành tặng cho vợ mình, Joan. Sau khi tham khảo ý kiến của luật sư, một năm sau vào ngày 2 tháng 9 năm 1967, Roy đã tuyên bố độc lập, giương cờ và phong vợ mình làm công chúa Joan. Từ đó, Vương quốc Sealand ra đời với khẩu hiệu sự tự do từ biển cả. Gia đình 4 người của Roy đã dự trữ nhiều thực phẩm đóng hộp, bột mì, ngũ cốc và sống trên đó, đôi khi không trở lại đất liền trong vài tháng. Nhu yếu phẩm sẽ được đặt qua các chuyến tàu. Pháo đài trông giống một giàn khoan làm từ bê tông sắt thép được nâng đỡ bởi 2 cột trụ, chiều cao 18m so với mặt biển. Tổng diện tích của pháo đài khoảng 557m2, vừa bằng kích cỡ của 2 sân bóng tennis. Ở đây có một khu nhà 10 phòng, gồm phòng khách, bếp, phòng ngủ, phòng thờ, phòng tập thể dục và một sân bay trực thăng ở trên nóc. Điện được chạy bằng máy phát sử dụng năng lượng gió. Công dân của Sealand không ai khác ngoài gia đình, bạn bè của Roy.
Năm 2002, dân số sinh sống trên pháo đài đạt đỉnh 27 người. Sau khi Roy qua đời, con trai của ông là Michael tiếp tục cai quản hòn đảo. Michael sẽ truyền ngôi cho James và Liam, con trai mình, những người có tước hiệu hoàng tử Sealand. Dù không được Liên Hợp Quốc hay bất kỳ quốc gia nào công nhận, Sealand vẫn có hộ chiếu, quốc huy, tiền tệ, hiến pháp và tem. Đặc biệt, Sealand cũng có đội bóng riêng, dù những cầu thủ không sinh sống ở đây. Đất nước không chính thức này cũng tham gia nhiều sự kiện thể thao quốc tế, từ bóng đá đến đấu kiếm. Năm 2008, Sealand đã giành chức vô địch trong cuộc thi ném trứng quốc tế. Cờ của vương quốc cũng được cắm trên đỉnh Everest. Thậm chí trong một thương hiệu nước tăng lực nổi tiếng cũng tổ chức sự kiện trượt ván ở đây. Dù không biết trước tương lai của vương quốc Sealand sẽ ra sao, những người trị vì hiện tại vẫn sẽ được kế truyền và duy trì tới các thế hệ tiếp theo của nhà Bates. Hiện tại, bất kỳ ai cũng có thể trở thành công dân tạm thời của Sealand nếu mua thẻ căn cước, danh hiệu ngài, quý bà, công tước hay bá tước với giá từ 29,99 đến